Sau đây xin mời quý vị lắng nghe giọng ca ca sĩ Lưu Gia Bảo trong ca khúc Anh biểu diễn đêm birthday của VOT1. Bây giờ em không còn tin anh được nữa. Tại sao vậy em? Anh có làm lỗi điều gì không? Bởi vì có quá nhiều người bên anh, em không thể chịu đựng được. Sương, Sương, Lưu Gia Bảo xin gửi đến cô chú và các bạn lời chúc sức khỏe và lời chào chú cháu nhất ạ. Em phải tin anh, bởi vì đâu phải là đàn ông nào cũng giống như nhau đâu em. Tại sao không lại giống nhau? Lúc nào bên cạnh anh cũng có người phụ nữ khác, làm sao anh có thể chấp? Đừng buông ra làm chi những lời nói quá đắng cay. Đàn ông đâu phải ai cũng giống ai đâu người ơi. Con lắm kẻ điêu ngoa, cũng có người thật thà. Chưa hiểu, đừng vội trách người ta. Người không tin thì thôi cũng đành nhắm mắt bước đi. Hờn ghét nhau chỉ cho mỗi lúc ta thêm lìa xa. Cứ nói rằng tham lam, cứ nói rằng lọc lừa, trong khi anh đã quá yêu em. Thank you, thank you. Em nhận đi, em hãy tin anh chứ. Em không tin anh được. Anh là ca sĩ mà, em phải cho anh có khán giả chứ. Yes. Người ta tặng nó thì lấy, còn của tôi tặng thì không chịu nhận. Khán giả tặng bông thì đúng rồi, đằng này á. Sao em chẳng tin anh yêu mình em, sao cứ hơn ghen tháng ngày. Sao em lại nói ra câu nói quá đau lòng. Đàn ông thì ai cũng tham lam. Thì đúng rồi. Em đi hỏi xem bao nhiêu đàn ông đâu phải là ai cũng vậy. Bao nhiêu người dối gian nhưng cũng có bao người khi yêu chẳng bao giờ đổi thay. Đừng buông ra làm chi những lời nói quá đắng cay. Đàn ông đâu phải ai cũng giống ai đâu người ơi. Còn lắm kẻ điêu ngoa, cũng có người thật thà. Chưa hiểu đừng vội trách người ta. Người không tin thì thôi cũng đành nhắm mắt bước đi. Hờn ghét nhau chỉ cho mỗi lúc ta thêm lìa xa. Cứ nói rằng tham lam, cứ nói rằng lọc lừa, trong khi anh đã quá yêu em. Quý vị thấy đàn ông có tin nổi không ạ? Có tin nổi không ạ? Đàn ông đã hết rồi. Có tin không? Thấy chưa? Đâu mà em tin đàn ông? Trời có tin ơi. Nổi không ạ? Người ta là ca sĩ mà, người ta phải có khán giả chứ. Người ta chỉ là giao lưu thôi, đó là tình cảm mà. Người ta giao lưu, người ta hôn anh, sao lại hôn anh người ta? Sao em chẳng tin, anh yêu mình em, sao cứ hơn ghen tháng ngày. Sao em lại nói ra câu nói quá đau lòng. Đàn ông thì ai cũng tham lam. Em đi hỏi xem, bao nhiêu đàn ông đâu phải là ai cũng vậy. Bao nhiêu người dối gian nhưng cũng có bao người khi yêu chẳng bao giờ đổi thay. Đừng buông ra làm chi những lời nói quá đắng cay. Đàn ông đâu phải ai cũng giống ai đâu người ơi. Còn lắm kẻ điêu ngoa, cũng có người thật thà. Chưa hiểu đừng vội trách người ta. Người không tin thì thôi cũng đành nhắm mắt bước đi. Hờn ghét nhau chỉ cho mỗi lúc thêm lìa xa. Cứ nói rằng tham lam, cứ nói rằng lọc lừa, trong khi anh đã quá yêu em. Đừng buông ra làm chi những lời nói quá đắng cay. Đàn ông đâu phải ai cũng giống ai đâu người ơi. Có lắm kẻ điêu ngoa, cũng có người thật thà. Chưa hiểu đừng vội trách người ta. Người không tin thì thôi cũng đành nhắm mắt bước đi. Hờn ghét nhau chỉ cho mỗi lúc thêm lìa xa. Cứ nói rằng tham lam, cứ nói rằng lọc lừa, trong khi anh đã quá yêu em. Cứ nói rằng tham lam, cứ nói rằng lọc lừa, trong khi anh đã tha lỗi cho anh đi. Người ta chỉ là điện thoại giao lưu thôi,
hôn là tại vì có một cái anh Hồ này nè. Thấy chưa, có người kêu anh kìa. Sao lúc nào đi bên em á cũng có người khác kêu anh vậy? Em không có muốn như vậy đâu á. Trời ơi, ta ca sĩ mà. Ca sĩ mà không, người ta kêu mà mình không quay lại là ta nói mình chảnh. Anh quay lại thì đúng rồi. Nhiều khi á hả, anh quay lại anh ôm ta anh hôn luôn sao anh chịu nổi. Tại vì anh mới qua Vancouver lần đầu. Anh Hồ nói bên này mà kêu hôn mà không hôn là cũng không được. Anh Hồ là anh nào? Anh Hồ là cái anh cầm máy camera kìa. Anh nói không hôn mà không ôm á là tôi nói mình chảnh. Ta nói mình không gần gũi. Mà ca sĩ không gần gũi là không được ai thương hết á. Vậy bây giờ anh muốn khán giả không muốn em gì? Vậy em đi. Sương. Sương. Dạ bảo xin chào ạ.